Sản phụ bị nước lũ cuốn trôi trên đường đi đẻ, chồng gào khóc trong tuyệt vọng. Chiếc thuyền chở sản phụ đến bệnh viện sinh nở đã bị dòng nước lũ cuốn trôi rồi lật úp. Hàng chục người đang tổ chức tìm kiếm. Ngày 12 tháng 10, ông Nguyễn Quốc Tuấn, trưởng phòng nông nghiệp huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế, thành viên ban tìm kiếm cứu nạn huyện Phong Điền, xác nhận một vụ lật thuyền thương tâm khiến cho một sản phụ trên đường đi sinh đã gặp nạn, hiện đang mất tích. Sự việc rất đau lòng, thông tin ban đầu là sản phụ gặp nạn khi đi sinh, chiếc thuyền đã bị nước lũ mạnh cho nên lật, ông Tuấn chia sẻ. Hiện tại thì lực lượng chức năng đã tiếp cận đến khu vực xảy ra tai nạn thương tâm và gấp rút tiến hành tìm kiếm hai mẹ con sản phụ. Chứng kiến vợ con bị dòng nước cuốn trôi, người chồng gào khóc thảm thiết bên bờ, trong vô vọng. Nhiều người dân tập trung hỗ trợ theo dõi quá trình tìm kiếm. Tại hiện trường, trời đổ mưa to và nước chảy xiết. Đến 13 giờ cùng ngày, thi thể của sản phụ Hoàng Thị P, 35 tuổi, đã được tìm thấy, cách nơi lật thuyền khoảng 100 mét. Trước đó, trong sáng cùng ngày, sản phụ có dấu hiệu trở dạ nên gia đình đã nhờ người dân trong vùng dùng thuyền nhỏ để chở đi sinh. Khi thuyền đang đi được một đoạn, sản phụ không may bị rớt xuống nước và bị lũ cuốn trôi. Trao đổi với phóng viên thì người dân địa phương cho biết là vào sáng, anh M là chồng của chị B đã đưa vợ đi sinh. Khi còn cách đường quốc lộ khoảng 100 mét, đoạn đường giao thông bị ngập sâu, anh M nhờ một người dân thả lưới giúp cho chị B đi qua điểm ngập bằng ghe. Khi còn cách bờ khoảng 20 mét thì không may ghe bị lật, người chèo ghe đã nhảy xuống để cứu nhưng không kịp. Theo thông báo của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên Huế, tính đến thời điểm hiện tại, mưa lũ đã khiến cho 4 người, chưa kể trường hợp của chị Phượng, ở địa phương này bị chết, mất tích.